Chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mời các bạn đón nghe một số vần thơ ca ngợi Đảng. Biên tập Nguyễn Thu Hải. Giọng đọc nghệ sĩ Thúy Minh. Giọng ngâm nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Viết về Đảng, về Bác, các thế hệ nhà thơ Việt Nam đều ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, đối với bản thân bằng những vần thơ chân thành giàu cảm xúc. Đầu thế kỷ 20, thấu hiểu được nỗi khổ đau của nhân dân Việt Nam khi phải chịu ách thống trị của thực dân phong kiến trong đêm trường nô lệ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm ra đi tìm đường cứu nước với lòng yêu nước nồng nàn. Người đã nhận ra ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tìm thấy con đường đúng đắn, phù hợp nhất để giải phóng dân tộc. Nhà thơ Chế Lan Viên với niềm kính yêu vô hạn và cảm xúc mãnh liệt đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tái hiện giây phút thiêng liêng và hạnh phúc vô bờ bến của Bác và cũng là của nhân dân Việt Nam khi được tiếp xúc với bản luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc, lệ Bác rơi trên chữ Lenin. Bốn bức tường in nghe Bác lật từng trang sách, gấp tường bên ngoài đất nước, đợi mong tin. Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi. Hình của Đảng lồng trong hình nước, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Người đi tìm hình của nước. Sau khi đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc, người nhanh chóng bắt tay vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào trong nước, nhằm trang bị cho giai cấp công nhân Việt Nam kiến thức, lý luận, chính trị, khoa học và tiến bộ để xúc tiến thành lập một chính đảng vô sản đủ khả năng lãnh đạo trong phong trào cách mạng. Và ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương đã được thành lập trên nền tảng kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong nước. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam, mở ra trang sử mới, tươi sáng hơn cho dân tộc. Ánh sáng của những chủ trương đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng đề ra đã soi rọi vào mọi tâm hồn, lý trí của nhân dân Việt Nam, xua đi cảnh tối tăm, u ám và mang lại niềm tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng, niềm lạc quan về tương lai dân tộc. Trải qua thực tiễn đấu tranh uy tín và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng ngày càng được nâng cao, điều đó đã được nhà cách mạng Trường Chinh, nhà thơ Sóng Hồng diễn tả một cách cụ thể, gợi cảm qua hình ảnh ẩn dụ. Bình minh bừng sáng ở phương đông, xé toạc màn sương phủ cánh đồng. Đêm sẽ qua đi, ngày sẽ lại, trời quang mây tạnh, ánh dương hồng. Tin tưởng. Còn với Tố Hữu, nhà thơ cộng sản đã gắn bó cả cuộc đời với Đảng và cách mạng. Một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một loạt bài ca ngợi Đảng như Với Đảng, Mùa Xuân, Một Nhành Xuân, Bài Ca Xuân 61, Bài Ca Xuân 67, Bài Ca Xuân 68. Với Tố Hữu, Đảng luôn là niềm tin, là lẽ sống, lẽ yêu đời. Trong bài 30 năm đời ta có Đảng, với những vần thơ cô đọng, xúc tích, Tố Hữu đã thể hiện niềm tự hào, tin tưởng đối với Đảng, đối với chế độ xã hội mới. Đồng thời, nhà thơ cũng đề cao sức mạnh, cũng như vai trò của Đảng đối với dân tộc và lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân đối với Đảng. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt ra đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin. Đảng ta, Mác Lênin vĩ đại, lại hồi sinh trả lại cho ta. Trời cao đất rộng bao la, bát cơm tấm áo, hương hoa hồn người.
sức mạnh to lớn của Đảng đã bao trùm, bất diệt trong lịch sử dân tộc, bởi Đảng đã được xây dựng bằng trí tuệ, minh triết của lãnh tụ và niềm tin tuyệt đối của nhân dân, cùng sự đoàn kết chung sức chung lòng của những người Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đó, kim tự tháp diệu kỳ trong vũ trụ, Hồ Chí Minh là đỉnh sáng ngôi sao, và thân mình dám ngạo cả trời cao, là vai gắn của biết bao đồng chí, và nền tảng vững vàng hơn chiến lũy, là nhân dân, là dân tộc quật cường. Gánh Xuân Diệu. Ở mọi lúc mọi nơi, nhân dân vẫn luôn là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng và phát triển Đảng. Đã có biết bao người con của Đảng được nhân dân nuôi dưỡng, chăm sóc, chở che, đùm bọc. Đặc biệt, trong những thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng, nhân dân càng thể hiện niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng. Thằng này là Cộng sản, không được đứa nào chôn, không được đứa nào chôn. Lũ chúng vừa quay lưng, chiếc quan tài sơn son đã đưa anh về mộ. Đi theo sau hồn anh, cả làng quê đường phố, cả lớn nhỏ gái trai, đám càng đi càng dài càng đông mãi. Mộ anh hoa nở, Thanh Hải. Lịch sử đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chúng ta luôn cảm thấy vinh dự, tự hào khi người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta vượt qua mọi khó khăn là Bác, một con người chủ nghĩa Mác sinh ra. Hải Như. Đừng dệt nhé chuyện thần kỳ về Bác. Chữ thần kỳ Bác luôn tặng nhân dân. Đảng ta lập ra gian khổ muôn phần, lập ra Đảng là một người giản dị, người nguyện sống trọn cuộc đời chiến sĩ, một con người chủ nghĩa Mác sinh ra. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, từ người miền xuôi đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhà thơ Lương Quý Nhân đã ca ngợi và khắc ghi công lao của Đảng đối với nhân dân ta bằng những câu thơ với hình ảnh giản dị, gần gũi và mang tính khái quát cao. Bà mẹ lo cho tất cả 50 triệu đứa con, khối óc tinh tường, mắt nhìn sáng rõ, trái tim dũng cảm. Có một bà mẹ nào như vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam, đó chính là bà mẹ ấy. Bà mẹ. Hình ảnh so sánh Đảng với bà mẹ đã phần nào thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân, cũng như thể hiện tấm lòng của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Một điều dễ nhận thấy là những vần thơ ca ngợi Đảng đều có giọng điệu hào hùng mà chân thành, tha thiết. Đó là tình cảm, tấm lòng của nhân dân ta dâng lên Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Mời quý vị và các bạn lắng nghe nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng diễn ngâm bài thơ Chúc mừng Đại hội Đảng 13, tác giả Nguyễn Thu Hải. Đại hội Đảng nay vào kỳ mới, đời sống dân phơi phới tương lai. Vững tin sau đại hội này, nước ta vững mạnh những ngày mai sau. Đất nước mình ngày càng tiến tới, nghị quyết đưa dân tộc tiến lên.
không ai có thể bỏ quên. Dân giàu nước mạnh dưới trên đồng lòng. Bọn đội lốt đừng hòng ẩn nấp, trong đảng ta hòng dễ hoành hành. Thoái hóa biến chất háo danh, diễn biến phẩm hành tan thành khói mây. Nay đang sắp tới ngày đại hội, nhân dân ta mong đợi đón chờ. Niềm tin không thể phai mờ, đảng trong sáng chẳng bao giờ gợn đen. Kẻ cơ hội bon chen phe phái, những người mang bằng nhai bằng mua, xu nịnh lợi dụng a dua, đảng ta cương quyết tống đưa ra ngoài. Chọn lãnh đạo đủ tài đủ đức, là những người mẫu mực trung kiên, xứng là một đảng hồng chuyên. Thành công đại hội là thiên sử vàng. Lịch sử đảng nay thêm trang mới, 100 năm tiến tới đỉnh cao. Ta tin yêu đảng biết bao, có đảng lãnh đạo khó nào cũng qua. Đại hội đảng thứ 13, cả nước rực rỡ cờ hoang.